Đạo tràng Tịnh Tông Hội Quả Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu phóng sự hành trình theo dấu chân Phật năm 2018 của Đạo tràng Tịnh Tông Hội Quả Việt Nam chùa Khai Nguyên. Qua biên giới Nepal, chúng tôi đến thăm nơi còn sót lại phế tích của kinh thành cổ xưa Ca Tỳ La Vệ. Phái đoàn chúng tôi tiến vào bên trong phía tây cổng thành, đứng dưới một bóng râm nơi khu vườn hoang sơ có vài lối mòn nho nhỏ, giữa đám quả bay lượn qua lại kêu inh ỏi và những con chó hoang lạc loài ốm đói tìm kiếm thức ăn. Sau khi vân tập đầy đủ các thành viên, chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh để tham quan thành Ca Tỳ La Vệ và ghi lại một vài hình ảnh làm kỷ niệm. Hôm nay đoàn hành hương của chùa Khai Nguyên đi về thăm quê nội. Bây giờ đoàn đang đến thăm thành Ca Tỳ La Vệ. Đoàn đi vô thăm đây. Và đây còn chính là cái nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã lớn lên thời thơ ấu. Và tại mảnh đất này, vua Tịnh Phạn đã cho xây ba cái tòa lâu đài kết hợp ba mùa khí hậu cho Thái tử. Để Thái tử, ý vua Tịnh Phạn là muốn Thái tử niềm vui có thế gian, níu chân Thái tử, để Thái tử khỏi phải xuất gia tìm đạo. Rồi vua Tịnh Phạn là cưới công chúa Chúc Đà La cho Thái tử khi năm ngày 16 tuổi. Nhưng rồi vợ đẹp con xinh, tất cả những vương vị vua trao sau này cũng không níu chân được, không làm phai đi cái ý chí của người dũng sĩ xuất trần. Cho nên vào đêm rằm tháng Vesak, Thái tử Tất Đạt Đa và ngựa Kiền Trắc cùng với người hầu cận là Sa Nặc đã vượt hoàng thành về sân bay Nông Mai Cát Tóc Xuất Gia và bắt đầu hành trình tìm chân lý. Đoàn bắt đầu đi ra cổng phía đông. Kinh thành này năm xưa thì rất là nguy nga, tráng lệ. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đến thì là một khu rừng. Và hiện giờ thì UNESCO cũng đã làm cái con đường đi dễ dàng hơn bằng gỗ. Và xung quanh có những cây cổ thụ. Những cây này có lẽ là mọc sau này, vì cách đây hơn 25 thế kỷ rồi, có nghĩa là những cây này mọc ở sau này. Và còn lại trong thành là những cái nền gạch. Và những nhà khảo cổ học đã cũng đã khảo cổ tìm kiếm để cho thế hệ đời sau biết được là nơi nào là cái nơi, chỗ nào là cung điện chính của nhà vua. Một nơi quen thuộc trong trí tưởng tượng của người con Phật mà khi nghĩ đến chúng ta cảm thấy bồi hồi, xúc động, nôn nao khó tả, đó chính là kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Một kinh thành chùa phú, xa hoa tráng lệ, nơi mà Đông Cung Thái tử Siddhartha sinh ra và lớn lên trong nhung ngấm đụa là, trong tình yêu thương tuyệt đối của hoàng thân quốc thích. Tràn ngập niềm hạnh phúc với vợ đẹp con xinh, sự kính trọng nể vì của toàn bộ tộc Thích Ca, sự hy vọng và ngưỡng mộ của toàn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Để rồi, từ những thái cực của cuộc đời, nghèo giàu, khổ đau và hạnh phúc, sự sống mong manh, cái chết vô thường đã dẫn đến cuộc ra đi vĩ đại, cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, cuộc ra đi làm nên trang sử vàng, chính là sự có mặt của một đạo Phật cứu khổ ban vui vì lợi ích cho vạn loại hữu tình trên hành tinh này. Đưa cho thánh cho Sa Nặc và cởi y vào đưa cho Sa Nặc về tổ lại vua cha báo tin là Thái tử đã xuất gia rồi, để vua cha không có khỏi phải tìm kiếm. Thì đây là cổng phía đông, cái lối này mình vô đó là cổng phía tây, đây phía đông nha. Và khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia rồi đó, thì bây giờ con ngựa Kiền Trắc
và người Hồ là Sa Đạt đó về lại đây. Thì khi mà người Cắt về tới đây đó thì người Cắt đứng sững mà chết, đứng nhìn cổng thành mà chết. À, cái mồ không được thì chắc là ngoài kia chỗ lưng đùm này, chỗ cái bàn thấy không, cái bàn nhà tóc tóc á lùm tay tài chỉ này đó là người mồ người Kiền Trắc. Và chính là cái cổng này là Thái Tử Đạt xuất gia tầm nào, bởi vì Thái Tử á khi mà đản sinh á thì đạo sĩ A Tư Đà đã đến đã nhìn tướng mà nói rồi Thái Tử sẽ xuất gia tìm đạo và sẽ chứng đắc được A La Hán. Và nếu ở đời đó, Thái Tử sẽ làm vị vua chuyển luôn Thánh Vương. Và nếu xuất gia thì sẽ chứng đắc Thánh A-la-hán. Nhưng mà cho biết là Thái Tử sẽ đi xuất gia. Cho nên vua Tịnh Phạn nghe cái lời phán tiên đoán của đạo sĩ A-tư-đà thì vua Tịnh Phạn rất là lo lắng lắm. Bởi vì có mỗi một người mà Thái Tử là người con, người để mà vua Tịnh Phạn hy vọng sẽ là truyền ra ngôi vua sau này đó. Nhưng mà đúng thiệt sau này Thái Tử đi tù. Bởi vì sao? Có nhiều mỗi lần mà nhà vua tổ chức lễ hạ điền á, bao nhiêu thái tử cũng tổ chức khác là vui chơi nhà nhót, riêng Thái Tử Tất Đạt Đa thì ngồi thiền cho mọi người nhớ, ngồi thiền thắc mặc. Thì đến một lần vua Tịnh Phạn đi tìm con á thì mới thốt lên thế này: "Ôi con thân yêu, đây là lần thứ hai gia viên mình tìm con, lần thứ nhất mình làm sao?" Vua Tịnh Phạn rất là lo lắng, cho nên về cái tiền lá vệ này vua Tịnh Phạn tìm mọi cách tìm cho thái tử, cho cái vị mới được vây quanh vui chơi mỗi ngày, để cho xây ba cái tòa lâu đài thích hợp ban cuộc đời đã được ở đây. Rồi 16 tuổi vua Tịnh Phạn cưới cho Thất Đạt Đa một người cưới vợ cho vua Đạt Đa, cho Thái Tử đó, cưới công chúa cho vua Đạt Đa, con của Thiện á. Thì cũng như vua Đạt Đa một thiếu nữ rất là tuyệt sắc, nhan sắc tuyệt trần, những tưởng là nhìn cái niềm vui thế gian đó nên níu chân được là Thái Tử, nhưng không, những cái thú vui trần gian, những cái vừa đẹp con sinh rồi vương vị vua trao không làm nhục đi cái ý chí của người dũng sĩ xuất trần. Cho nên sau khi vào chơi bốn cửa thành, Thái Tử thấy hình ảnh người già, người bệnh, người chết và thấy hình ảnh hạnh phúc của vị tu sĩ, Thái Tử quyết định lên đường tìm chân lý. Và vào đúng đêm rằm tháng Vê Sát, Thái Tử Tất Đạt Đa cùng với người hậu cận của thành là Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc vừa hoàn thành về Sông Đa Ma, A Tăng Xuất Gia tìm chân lý, để lại sau lưng những thương yêu nối tiếp và vương vị của trao. Ta đã cùng ghi đông tại đây, và bây giờ chúng ta tiếp tục đi về thăm mộ. Từ cửa thành đông lần theo lối mòn hướng về phương bắc,
khoảng 2 km, chúng ta thấy có hai nền gạch, một lớn một nhỏ, nằm trong khu đất trũng, dưới mặt đường khoảng 3 mét. Chúng ta không thể ngờ rằng hai ngôi mộ được cho là của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay, mặc dù điều này vẫn đang được nghiên cứu chứng minh về sự thật. Người dân cho biết rằng ngôi mộ lớn là của vua Tịnh Phạn và ngôi mộ nhỏ là của hoàng hậu Ma Gia. Cái về thăm Khai Tiền Lá Về và chúng ta đã đến thăm đây là chúng ta gọi tắt là mộ ông nội bà nội. Bên này là mộ ông nội, có nghĩa là mộ vua Tịnh Phạn, và bên tay phải của thầy chỉ là mộ của bà nội, có nghĩa là hoàng hậu Ma Gia. Thì biết là hoàng hậu Ma Gia sau khi hạ sinh thái tử thì 7 ngày sau là bà đã thác sanh vào trời Đấu Lợi. Mà sau này Đức Phật á, khi một thời gian an cư tại xã Vệ Thành, Đức Phật đã sau khi thi thố thần thông với ngòi đào đó, Đức Phật sau đó đã chiến thắng với ngòi đào, và sau đó Đức Phật đã dùng thần thông bay lên trời, lên cõi trời Đấu Lợi đó, để thuyết kinh Địa Tạng cho hoàng Ma Gia trong 3 tháng. Thì hoàng Ma Gia là mộ bên phải này đây, hoàng hậu thì mộ nhỏ hơn một chút, còn nhà vua thì sao ạ, mộ thì lớn hơn. Và đây là vua Tịnh Phạn, chúng ta gọi là ông nội. Thì vì biết khi vua Đức Phật về thăm vua cha và người thân, sau cái mùa an cư ở lần thứ hai sau thành đạo đó, Đức Phật về thăm về vua cha và người thân, thì Đức Phật đã đồ cho vua cha Tịnh Phạn quy tâm bảo. Và sau này vua Tịnh Phạn mới xây một cái chùa cúng dường Đức Phật tồn tại bên Nepal này, đó là chùa Kudan, mà trong kinh chúng hay gọi là rừng Câu Ni Luật, chùa Kudan á. Và sau này thì chính là Hậu La để được xuất gia tại ngôi chùa Kudan đó. Và Đức Phật đã nhờ Xá Lợi Phất cạo tóc giùm cho là Hậu La tại chùa Kudan. Và sau này thì 500 tỳ nữ cùng với Ma Ba Sa Mê Đề cũng từ đó, từ chùa Kudan đó, có nghĩa là rừng Câu Ni Luật đó, đi bộ về với Vasali, về tới Vasali và xin Phật xuất gia, xin 3 lần nhờ A Nan xin, và cuối cùng thì Đức Phật đã chấp nhận, đã cho hàng nữ giới xuất gia. Từ đó đó mới có tỳ kheo ni đến sau này.